sẽ có ba cái bộ phòng. Thứ nhất là để làm sao để thu thập được dữ liệu của khách hàng. Có thể ví dụ như là đối với cộng đồng của bạn tốt, thông qua những cái bộ shop như thế này để đầu tư họ rất là tốt, nhưng mà có lẽ là đối với doanh nghiệp Việt Nam thì họ chưa chắc là nhận được cái tầm vai trò của mình. Có lẽ là phải gặp bạn hầu như doanh nghiệp Việt Nam là bây giờ đi mua đó, đây là ai đi mua đó thôi đó mà thẳng thắn như này lên được à? Dạ. Khi mà chúng ta đi mua đó thôi, đó có nghĩa là nó hiệu quả. Và tất cả các hàng khi liên hệ tới VNT thì họ hỏi rằng là tôi muốn gửi sản phẩm, tôi muốn gửi email, nhưng mà tôi không có data, tôi muốn gửi đến tập đó, nhưng văn phòng ở thành phố đó có thói quen đó xài smartphone, VNT có đó, dữ liệu của tôi có rất nhiều chứng cứ gì đó, nhưng mà tôi không quay, chúng tôi biết tôi không quay, chúng tôi không làm gì với data của tôi, không được data, chúng tôi lừa lời các hàng thôi. Và chúng tôi khuyên thì đừng nên bao giờ chúng ta phải tại vì giả sử như có một cái thương hiệu như vậy đó mới ra đời, gửi tin nhắn xuống quảng cáo làm gì, là chỉ có quan tâm tới tin nhắn đó. Được. Tất cả chỉ có này không phải là chuyện tin nhắn quảng cáo, đừng làm chuyện đó với khách hàng của mình. Và cái chuyện mà thu thập database, nó mượn lại cái câu chuyện mà tôi chia sẻ lúc này một tí, cái câu chuyện của web thứ hai á. Với cái story đó thì nếu mà quên mạng tới Việt Nam chắc chắn mấy khách nữa không dám vào đó mua đâu hả? Sao ạ? Mua là bị lộ thông tin hết. Và bây giờ mình thu thập data xong á thì mình sẽ nhờ một số những cái bộ máy đi, mình quy hoạch sẽ phân tích những cái hành vi, những cái thói quen gì đó, rất nhiều những đơn vị đã giải quyết những câu chuyện đấy. Và cái output là cái gì đó mình chia sẻ phía sau. Ở cái phần thứ nhất là làm sao để thu thập được data, thì mình chia sẻ với anh chị các bạn một số những cái cách, một số những cái chiến dịch mà mình đã làm để người tiêu dùng hoặc là end user phải để lại thông tin cho chúng ta một cách tự nguyện. Ví dụ, ở đây có một cái nhãn hàng, là một cái công ty chế bán kẹo Phạm Nguyên. Nó có một số những cái bánh kiểu như là bột sô cô la của Paris. Trước kia thì phải trong quá khứ á, khi họ làm khuyến mại á, là họ phải bỏ một cái phiếu điện tử vào trong cái hộp bánh đó. Sau đấy khi một anh chị làm gì, anh chị thông tin vào cửa đường đi. Anh chị có làm không? Vì sao vậy? Vì tiền xong rồi phải mua con tem, mua bì thư để gửi đúng không ạ? Anh chị có biết mua con tem bây giờ bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu ạ? 2.000, đúng rồi. 2.000 chưa kể cái bì thư, cái cọc đi gửi, tiền gửi xe nữa đúng không? Nhiều người mà tiết kiệm tiền gửi xe đó, cho gửi tiền gửi xong ra bằng xe. Rồi, đó là cái bất cập thứ nhất. Cái bất cập thứ hai là gì? Chúng ta gửi qua đường bưu điện á, anh chị có biết được cái đường của mình nó có lớn không? Không thể biết được, không ai được phơm rằng là em đừng gọi đến cầu hết. Đó là hai cái bất cập dành cho người tiêu dùng. Và cái bất cập dành cho cái nhãn hàng là cái gì ạ? Khi mà tất cả các chị gửi đường bưu điện như vậy á, họ dùng được là cái phiếu giấy, hàng trăm ngàn, hàng triệu cái phiếu được gửi trên cả nước về. Thì phải có một người làm gì? Một nhân viên lại. Mà nhân viên như vậy á, chắc chắn có sai sót. Vì sao sai sót? Vì lúc nhập đó bị thất tình khủng hoảng, chắc không phải trách nhiệm. Nói chung là nhập đó có đọc cái máy của nhà cơ đó sẽ có sai sót. Và chúng ta có thể nào đi mò đến được là hàng triệu cái phiếu đó, cái phiếu đó sai. Đúng không ạ? Chúng ta làm cho một thần, chúng ta làm cái phép để lấy data và không biết data nó đúng hay không. Đó là cái bất cập thứ nhất này là nhãn hàng. Cái bất cập thứ hai là gì ạ? Mình sẽ không biết được cái hành vi thực sự của khách hàng là mua cái gì ở đâu và như thế nào vấn đề. Thì với cái giải pháp gọi là SMS gateway, tổng đài tin nhắn hả, thì VNT giúp cho khách hàng giải quyết được vấn đề như thế này. Cũng là cái phiếu dự thử đó có trong đó bánh, nhưng mà thay vì gửi vào cửa đường truyền ra thì sẽ nhắn tin. Lúc mà người tiêu dùng nhắn tin lên á, một tin nhắn đó chỉ có 500 đồng thôi, rẻ hơn 75% so với công ty 2.000, chưa kể những cái chi phí khác. Và khi anh chị nhắn tin cho cái nhãn hàng đó, anh chị đang cung cấp cho một cho nó một thứ vô cùng quan trọng là cái gì ạ? Chính xác, số điện thoại di động. Anh chị tự nguyện cung cấp cho chúng ta, không phải ghen là chị nhắn. Vì sao chị nhắn? Vì sao chị nhắn? Vì giải thưởng đơn giản, bây giờ được giải thưởng là gì? Một cái mắt của một cái chuyến đi du lịch châu Âu.
từ
Kết nối
Thank you.
Và sang cái bước thứ ba là sau khi mình có dữ liệu rồi, mình phân tích rồi á, thì mình làm gì với cái dữ liệu đó? Theo anh chị, khi mà anh chị có bán được tờ của khách hàng rồi á, anh chị muốn tương tác với người ta thì có bao nhiêu cách? Có bao nhiêu cách để mình tương tác với các cái dữ liệu đó? Mình sẽ làm gì? Thank you.
Thank you.
như mở cái nghi gì không cần thiết. Rồi là một cái nữa là do tư thế hay dễ khi mà quảng cáo về cái thể tình dục của người bị quảng cáo thể tình dục và khách hàng quan tâm muốn đăng ký á, nếu mà chúng ta muốn đăng ký này nó tự động mở một email ra ghi hết sẵn phần tình dục là chỉ việc điền họ tên email của mình, họ tên và số điện thoại mình vào rồi học được. Còn những cái đầu tiên không phải là sẵn sàng đó là cái phương thức output thứ hai email, và cái phương thức output thứ ba là tổng đài. Nếu như các bạn chia sẻ lúc nãy á, tôi sẽ tiếp tục cái là khách hàng bằng gì, bằng nhắn tin, bằng email, bằng Facebook, thì đó là một phương thức nữa là tổng đài. Thì tất cả những cái ông ở đại diện như là em có liên hệ là không về đó, ngoài việc mà nhắn tin để nhắc nợ ra, ông sẽ là một cái hình thức nữa là gọi điện để đòi. Và khi mà gọi điện á, phải có nghe bằng số này, gọi bằng số khác, nó gọi tự động bằng máy cho anh chị. Thì một ngày phải gọi hàng trăm nghìn cuộc, không thể nào mà quên nhân viên của gọi. Rồi chưa kể cái hành vi như thế này là khi mà chị nhận thoại lên gọi thì bóc xong rồi phải đợi khoảng 20-30 giây mới được người nghe. Rồi người ta không nghe thì cầm máy xuống thì làm gặp người khác lại người. Người này hay nó gọi cho tới khi nào có thể kết nối được người khác rồi. Rồi những cái ông như là Momo hay là Zalo á, là ông sẽ hạn chế không gửi OTP qua sau này nữa. Để đợi những cái nói cái cây của mình ra trong này. Thì cái câu chuyện mà gọi ở đây á, cái điều nó cũng nhấn mạnh là có hai cái và là thế mạnh của mình. Bình thường khi mà chúng ta gọi á, chúng ta phải cầm cái điện thoại bay của chúng ta gọi. Thì bây giờ á, LVT có những cái giải pháp hoàn toàn tích hợp tự động vào trong những cái phần mềm của anh chị. Anh chị đã dùng ERP, CRM, POS, DMS, tất cả những phần mềm này vận hành trong công ty của mình. Thì chúng tôi có API cho những cuộc gọi đó để anh chị liên tục quay trong phần mềm này. Để nó gọi tự động. Và có một cái hay á, là tất cả chị ngồi ở đây, công ty của anh chị sẽ phải có một cái hotline, đúng không? Anh chị sẽ phải dùng hotline của những nhà máy hiện tại. Anh chị có biết rằng là dùng những nhà máy hiện tại đó khi một gọi ra bên ngoài phải thu tiền một phút, khoảng 1.000 đồng một phút. Cho dù chị dùng nhà máy nào cũng khoảng 1.000 đồng một phút. Và VHT cam kết một điều, cái cuộc gọi của chị nếu như gọi qua giải pháp của VHT chưa tới 500 đồng, tiết kiệm 50%. Con số không thể nhỏ. Cứ cái điện thoại của chị là cái biểu điện thoại của chị mà đang 20 triệu đồng một tháng, gọi qua cái này còn 10 triệu. Một tháng chị tiết kiệm được 10 triệu thì một năm chị tiết kiệm bao nhiêu? 120 triệu. Công ty nào mà làm tên xe một tháng gọi vài trăm triệu thì gọi qua đây một tháng tiết kiệm một năm tiết kiệm được khoảng này. Cảm cảm nha. Và đây là một số những khách hàng của mình. Số những cái hoạt động CSA của công ty. Thì trên đây là một chia sẻ luôn là vào ngày 9 tháng 6 mình đã có tổ chức thêm một cái chương trình CSA. Đây là chương trình hiến máu này, đây là chương trình hiến máu lần thứ nhất. Vào ngày 9 tháng 6 á, sẽ là chương trình hiến máu lần thứ hai tại văn phòng của VHT ở 308 điểm phố. Nếu như anh chị có quan tâm muốn hiến máu là từ ngày làm việc. Vì sao chúng ta nên hiến máu? Tái tạo máu cho cơ thể, đúng không? Sau này khi cần một loại cho này mình có được máu đó miễn phí và là một cái nghiên cứu tốt đẹp xã hội luôn. Nên là rất muốn kêu gọi anh chị dành một chút thời gian của mình vào buổi sáng ngày 9 tháng 6 ở đây một phòng nếu mà có về đây không à có một chút tiền phải về nữa. Rồi thôi, thời gian hết rồi, không phải nói nhiều nữa nha. Rồi, anh chị nào muốn biết thông tin cá nhân của Tâm, soạn Tâm, gửi xong 1 tập 9.